Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Mục Sở Thị. Mình là Dũng đây. Thì hôm nay trên tay mình là có một món quà rất là độc đáo. Thì sau đây mời tất cả các bạn cùng với mình, chúng ta sẽ trên tay Mục Sở Thị xem nó là cái gì nhé. Vâng, xin mời tất cả các bạn. Vâng, đây nhé. Cái món quà đó là sẽ được bỏ trong một cái bao như thế này. Đó, nó dạng móc khóa, chúng ta có thể nhấn móc vào một chiếc chìa khóa. Vâng, khi mà mở ra thì chúng ta sẽ có được một cái này. Đó, đây được xem là một chiếc kim dụng cụ đa năng, gấp gọn, mini. Đó, cực kỳ nhỏ gọn, nằm trong lòng bàn tay luôn đó. Cực kỳ nhỏ gọn. Đó, này được làm bằng thép không rỉ, vô cùng cứng cáp, thép không rỉ ha. Đó, chúng ta dễ dàng móc trong một cái chìa khóa mang đi. Đó, khi nào cần thì chúng ta sẽ lấy ra để sử dụng. Vậy thì chiếc kim này có những cái công năng gì thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bằng cách là khám phá nhau nha. Đó, bây giờ đây là mở ra nè. Đó, nếu mở ra như thế này thì nó sẽ là một cái kìm để chúng ta có thể kẹp. Đó, nhìn rất là cứng cáp nha, thấy không? Đó, còn là xo. Đó, rất là đã ha. Đó, bằng thép đàng hoàng ha. Và thép này thép không rỉ nha các bạn, thép không rỉ. Và ngoài chức năng là kìm ra thì nó có những cái tool bên trong. Đây là thứ nhất, đây là cái cưa. Đó, cái tool này là tool cưa. Đó, ha. Đây là tool cưa. Cái tool tiếp theo, nó rất là nhiều tool nha. Đó, tool này là tool dao nhỏ nè. Đó, tool dao nhỏ này là tool tu vít nè. Đó, tu vít dẹp nè, để có thể vặn ra. Và này, tool này là tool mở bia. Đó, mở bia ha. Đó, rất là nhiều tool. Và chưa hết, bên này còn có một số tool nữa. Đây là tool dao. Dao rất là bén nha. Đó, dao cực kỳ bén. Và tiếp theo nữa, nó có rất là nhiều tool. Đó, tool này tool gì đây? À, tool này tool vít ba ke. À, đây là tool này tool vít ba ke. Và còn một cái tool nữa, tool này tool dũa. Tool dũa móng tay. À, tổng cộng là có, ngoài vấn đề kìm ra thì bên này nó có là 1, 2, 3, 4, 4 cái tool. Và bên này có được nữa là 4 cái nữa, 1, 2, 3, 4, 4 cái tool nữa. Nghĩa là chúng ta sẽ có được đó là 8 cái tool. Cộng với một cái kìm. À, cái này là dạng tool kìm nha. Cái này là dạng tool kìm. Nó sẽ khác với cả cái tool của Litterman. À, tool này Litterman thì nó nhỏ hơn, nhưng mà nó sẽ không phải là đa năng dùng cho công cụ như cái này, mà cái này chỉ là dạng là tool kéo thôi. Đó, cái này là tool kéo. Này chỉ là một cái kéo. Và bên cái kéo này thì nó có một số cái đồ dùng chỉ là đơn giản cơ bản thôi. Đó, nó dành cho cái hỗ trợ, không phải là hỗ trợ cho công việc, mà hỗ trợ cho những cái chung là để xử lý cá nhân thôi, phục vụ cá nhân. Đó ha. Này là tool này phục vụ cá nhân, này là của Litterman. Còn này phục vụ, này là phục vụ cho công cụ. Đó. Đó, gồm cho là đóng đục đẽo thì sử dụng cái này. Vâng. Và mức giá của cái này là cực kỳ rẻ, cực kỳ gọi là mềm luôn. Sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng là một cái công cụ làm như thế này mà chỉ có 99k. Đó ha. Khi bóp lại thì chỗ này nó có một cái miếng nhựa nè, để nó không có bị cấn, bị vướng gì hết. Nó rất là mềm mại ha. Hai bên đều có miếng nhựa, bóp lại rất là mềm mại. Đó,
Đây là công cụ 99k. Còn cái này là công cụ thực hiện cho bản thân. Đó. Đó là hai cái công cụ mà mình hôm nay mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau một sở thị. Đó, một cái công cụ nhỏ. Công cụ này thì dùng cho cá nhân thôi. Còn công cụ này dùng cho công việc. Đó. Công cụ này thì mấy trăm ca lận. Tại này của thương hiệu Litterman. Ha. Thì còn này là của bên mình sản xuất. Cho nên chỉ tính giá đang làm thị trường, cho nên chỉ tính giá là 99k thôi. Vâng. Nếu các bạn có gì thắc mắc, vui lòng để lại comment bên dưới ha. Ok. Xin thưa đây là thép đàng hoàng nha, chứ không phải là mấy cái đồ vớ va vớ vẩn mà quảng cáo trên mạng có mấy chục ngàn nha. Đó mua đó vô về là chỉ làm đồ chơi thôi chứ không có sử dụng được gì đâu. Đó, tiền nào của đó nha. Còn cái này là 99k thì nó thật sự là bên mình cũng đã gọi là làm thị trường thôi, chứ làm sao mà được miếng sắt như vậy mà làm công phu như vậy mà chỉ có 99k được, đúng không? Ok. Rồi. Nếu các bạn có gì thắc mắc vui lòng để lại comment bên dưới nha. Rồi. Còn nếu cần sở hữu thì vui lòng liên hệ với số điện thoại mình để comment ở trong phần bình luận của clip này. Vâng, xin thân ái và hẹn gặp lại các bạn vào những clip về đồ chơi độc lạ đẹp lần sau. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.